đưa mẹ con nó về Lạng Sơn để cho một đứa về, còn một đứa để ở nhà nội nuôi. Thế là cuối cùng đi ngang đường bảo đứa này nó khóc ghê quá phải mang nó về. Ừ, bởi vì sinh đôi ấy, nó nhớ nhau cho nên là không nhìn thôi. Thế là thôi anh Tráng ấy chụp vật không, không chụp, không chụp thì ta đang Tráng quay có nhìn chụp công đi đè cho mày. Đấy rồi, nhìn ba mẹ ạ, đấy rồi đi. Em đóng bỉm mà. Đây cho con ngoài như đây nhìn anh Tráng nha, con nhìn đến nắc mắt. Đấy. Ừ, bốn lần chân rồi, dựa thẳng chân ạ. Sao con nên gân mặt đỏ cái nó gân nó dướn mà. Nó không dướn nên là trẻ con nó cứ phải dướn, thì các chị em ở dướn nó phải hết 3 tháng. Đó là thế. Con không nhìn mẹ, không nhìn mẹ. Nó gặp. Nó gặp. Ôi, đây cho mẹ ôm nhá. Mày đái rồi. Mày đái mình nấp rồi. Mấy tháng nữa, 4 tháng nữa. 3 tháng nữa. Em được 5 nữa. Máy tuyến gì mà chậm thế. Định ở đâu thẻ? Nên là lấy thẻ kiểu gì, lấy ảnh rồi. Thôi là tao post lên Facebook mày vào lấy. Quay à? Cái mẹ ôm này mà. Cái lão già. Càng già càng dê. Đùa bà già không tha. Ôi đi, xong đi về đi công. Rồi xong rồi.